Cảnh báo khẩn cấp cho Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng cùng Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Các người mau mắn vào trang website facegsky.com xem xét học hỏi và đồng thời nghe lời ta dạy bảo gấp. Mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta làm việc cùng đồng bào. Nếu các người chậm trễ thì các người có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu bởi hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam và cùng tất cả những anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt các người. Hôm nay là 13 tháng 1 năm 2015, ta cảnh báo cho tất cả các người được rõ bởi vì ta không còn thời giờ chờ đợi nữa. Vì thế, những sự việc kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt do quyền hành xử của hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt các ngươi. Nếu các ngươi cãi lệnh ta, thì các ngươi ráng chịu, đừng có trách móc là tại sao ta không cảnh báo. Bởi vì ta đã cảnh báo cho các ngươi quá nhiều lần.